Và đây là mẫu áo phao trần bông mới về của nhà Mega Fashion. Mẫu này thì sẽ có hai màu cả nhà nhá. Có màu xanh này. Đó, màu xanh rất là xinh. Màu xanh này là màu xanh đậm, cực kỳ dễ phối đồ luôn. Chúng ta chỉ cần phối một chiếc quần jean là đã đẹp rồi. Có màu thứ hai. Màu thứ hai dành cho chúng ta đó chính là màu be. Màu be này cũng rất là đẹp. Màu be này thì mọi người nhớ là chúng ta phối với cả quần cũng có họa tiết màu tương tự như này, ví dụ như màu nâu, màu be thì sẽ đẹp hơn. Đó. Nói chung ấy là khi mà mặc cái áo phao trần bông này ấy, thì chỉ cần chúng ta mix đẹp thôi là nó trở thành một set đồ trendy. Nhiều khi mọi người nghĩ là áo trần bông thì mọi người chỉ mặc để giữ ấm thôi, nhưng không phải, mọi người thấy là nó cũng rất là đẹp đúng không? Áo này thì Phương đã quyết định mix với một chiếc áo hai dây màu trắng ở bên trong và mặc một chiếc quần jean ở bên dưới để làm sao nó tông thì tông nhất có thể. Và set đồ này cả tất cả các món trên người Phương đang mặc ấy, hay là cả túi luôn thì đều có bán tại Mega Fashion các bạn nhé. Áo này thì chúng ta sẽ mặc được hai kiểu. Kiểu như Phương mặc đang mặc đây là chúng ta sẽ thoát ngoài nhẹ nhàng thôi. Kiểu thứ hai là chúng ta sẽ đóng hết cả cúc vào. Đây, chúng ta sẽ đóng cúc vào cả nhà mình. Chất liệu phao trần bông của nhà Mega Fashion thì nó rất là bền, bởi vì nó chia thành các khối để trần bông, nên là khi mình giặt hay mà có thời gian thì nó sẽ không bị bón cục. Đó, và áo sẽ mặc rất là bền. Đây, nếu mà đóng hết cúc thì cũng rất là xinh nhé cả nhà nhé. Áo này thì cũng có đủ size, SML và XL. Như Phương là đang mặc S này.